Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoàng Thị Đốn hôm nay Chủ nhật 31 tháng 3 năm 2013. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem lễ khánh thành hội trường tại giáo xứ St. John Vianney thuộc thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky. Kế đến là phần nhận định của bình luận gia Đại Dương về cuộc chiến Việt Nam. Và sau cùng, xin kính mời quý vị đón xem bản tin có liên quan đến tình trạng sức khỏe của cảnh sát công vụ quận Fairfax, anh Long Jr. bị tai nạn khi thi hành công vụ. Trước hết, xin kính mời quý vị theo dõi lễ khánh thành hội trường tại giáo xứ St. John Vianney, thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky. Mời thí sinh kính chào quý vị. Vào ngày lễ phục sinh tại St. John Vianney đã tổ chức một buổi lễ khánh thành hội trường của giáo xứ vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3 năm 2013 tại Louisville, Kentucky. Minh Thúy xin kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây. Trước buổi lễ khánh thành hội trường của giáo xứ St. John Vianney, thánh lễ mừng Chúa phục sinh dưới sự chủ tế của Đức Tổng Giám mục Joseph Edward Kurt của Tổng giáo phận Louisville, cùng đồng tế với linh mục Anthony Ngô Đình Chính và hai linh mục từ xa đến. I want to wish everyone a very blessed Easter. This is the most important day of the church year, and we hope this will be the most important day in your life when we give testimony with our lives as well as our words that Jesus Christ is alive. He banishes fear and gives us that great sense of hope that we need to live good lives. Giáo xứ đang phát triển mạnh. Nhiều em nhỏ, tôi luôn luôn hướng về tương lai của những người Việt ở đây, không phải cho người Công giáo, mà cho những người cùng một giấc mơ, một dân tộc tha phương, người Việt Nam. Do đó mà cái hội trường này cũng là nơi để mọi người Việt Nam có thể vui, chia sẻ cái tình thân ái của người Việt. Trong buổi lễ còn có sự hiện diện của thân phụ thị trưởng Louisville, Kentucky, các vị lãnh đạo tinh thần, đại diện các hội đoàn, cùng giáo xứ và đồng hương xa gần. Sau thánh lễ phục sinh, 6 vị thượng khách được mời cắt băng khánh thành hội trường giáo xứ St. John Vianney. Buổi lễ chính thức khai mạc hội trường ngay sau phần tuyên bố của thân phụ thị trưởng thành phố Louisville, Kentucky. Ông Trần Thanh Thế, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đã tỏ lời cảm ơn các vị ân nhân và tặng quà lưu niệm đến Đức Tổng Giám mục cùng thị trưởng và kiến trúc sư. Và sau cùng là phần các em thiếu nhi tìm trứng. Sau buổi đặt viên đá đầu tiên vào tháng 7 2011, nay hội trường đã được khánh thành. Đây là niềm vinh dự của giáo xứ St. John Vianney cũng như giáo dân, và cũng là niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt đã đồng tâm xây dựng một nơi hội tụ cùng chung vui, không phân biệt tôn giáo, để thế hệ trẻ gốc Việt đến với nhau cùng chia sẻ và gặp gỡ, trao đổi với nhau về văn hóa, những cái hay, cái đẹp của Việt Nam. Bên cạnh đó còn là nơi trao đổi đời sống tâm linh với nhau. Quý vị vừa theo dõi phần phóng sự. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát hình lần tới.